đưa bà ra sân bay. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi. Chắc sẽ làm vlog ở nhà với ông Tùng Tăng đây. Bà đi khoảng 2 tuần. Bà bên kia bảo sẽ làm vlog. Mọi người cùng xem nhé. Thơm em đi, thơm em đi, ra sân bay em muộn rồi. Thơm em đi, xa em 2 tuần. Xa... Ui ui. Xa em 2 tuần, ui ơi, dậy rồi. Một người vợ của mình đây, mình cũng đã từng nói rồi, kể cả em chỉ cần một bộ quần áo không thôi, nhưng khi anh đã nói để lấy làm vợ, kể cả em không có gì trong tay, chỉ một bộ quần áo, anh sẽ cõng em đi hết con đường còn lại. Đã xác định yêu anh thì phải yêu thật lòng, kể cả em không có gì trong tay, chỉ cần một bộ quần áo, anh sẽ cõng em đi hết con đường này còn lại của mình. Đấy là nói thật, chứ không phải mình vì tham tiền, tham bạc. Kể cả nhà lầu xe hơi, cái quan trọng ấy, cái tình yêu nó đến với mình ấy, nó phải chuẩn, chứ không phải ới trời ơi. Không có hạnh phúc thì tiền cũng chỉ là trở về cát bụi thôi.